Ca sĩ Quang Linh có vợ không? Cuộc sống hiện tại giờ ra sao? Tâm sự của ca sĩ Quang Linh khi tham gia một chương trình gây chú ý, Quang Linh không có con. Điều khiến khán giả tò mò sau phát ngôn này là về đời tư và cuộc sống hiện tại của giọng ca chim sáo ngày xưa. Ca sĩ Quang Linh bất ngờ xuất hiện trong AO Song Việt Nam tập 5, tựa Việt, bài hát của chúng ta. Sau khi trình bày xong ca khúc 22, Quang Linh tâm sự, Quang Linh không có con. Nhưng có đến 20 mấy đứa cháu ở tất cả các lứa tuổi đều trải qua bàn tay mình chăm sóc, nên không khéo tôi còn cảm nhận sâu sắc hơn cả Thanh Hà và Ngọc Anh. Quang Linh có vợ chưa? Chia sẻ này của ca sĩ Quang Linh ngay lập tức khiến khán giả tò mò. Trong đó, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất là Quang Linh có vợ chưa? Câu trả lời là ca sĩ Quang Linh chưa lấy vợ và không có con. Dù là một ca sĩ từng nổi danh đình đám của làng giải trí Việt Nam nhưng đến hiện tại, bước vào độ tuổi U60, anh vẫn còn đang lẻ bóng sống trong căn nhà khang trang. Tại sao Quang Linh chưa lấy vợ? Nói về chuyện tại sao đến thời điểm này vẫn chưa lập gia đình, giọng ca sinh năm 1965 thật thà chia sẻ anh không sợ lấy vợ. Nhưng giờ chưa có người yêu thì làm sao có thể cưới được? Năm 2016, khi được quá nhiều người hỏi về chuyện kết hôn, Quang Linh mới mở lòng, chuyện lấy vợ cũng không có gì khó cả. Quan trọng là ở mình như thế nào thôi. Bây giờ mà hỏi tôi bao giờ cưới vợ thì mới là khó vì tôi đã có ai để cưới đâu. Giọng ca chim sáo ngày xưa còn rất thân thiết với nhiều nghệ sĩ lớn ở Việt Nam. Trong một tập chương trình Ký ức vui vẻ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bật mí mình và Quang Linh thường xưng hô vợ, chồng. Sau hàng chục năm quen biết, cả hai vẫn giữ cách gọi cũ, mối quan hệ gần gũi đáng ngưỡng mộ. Thậm chí Minh Nhí còn phải ghen tị khi Hồng Vân có Quang Linh nên thường xuyên bỏ quên mình. Cuộc sống hiện tại của Quang Linh. Ở tuổi U60, Quang Linh sống một mình trong căn nhà mặt tiền khang trang, rộng rãi và tiện nghi. Dù mang danh đại gia trong làng nhạc nhưng nam ca sĩ được đồng nghiệp nhận xét là sống khiêm tốn, bình dị. Dựa vào những hình ảnh anh chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy anh thường tự tay vào bếp chuẩn bị những bữa ăn khá cầu kỳ. Nam ca sĩ tự tay cắm hoa và trang trí nhà cửa để làm đẹp không gian sống. Ngoài ra giọng ca thương về miền Trung còn duy trì chế độ tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, yêu thích các môn thể thao như chạy bộ, tennis, đạp xe. Thỉnh thoảng, Quang Linh cũng nhận lời tham gia show ca nhạc nếu phù hợp. Quang Linh, tên đầy đủ, Lê Quang Linh, nam ca sĩ sinh ngày 1 tháng 9 năm 1965 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Quang Linh là nam ca sĩ nổi tiếng và chiếm được trái tim của đông đảo khán giả với dòng nhạc dân gian trữ tình và đặc biệt là dòng nhạc Huế. Với giọng ca ngọt ngào, truyền cảm và ấm áp, Quang Linh từng khiến hàng triệu trái tim say mê với những giai điệu trong các ca khúc như Chim sáo ngày xưa, Ai ra xứ Huế, Thao thức vì em.